Xin chào anh em, mình là Hợp. Nay mình mua được một em Omega Constellation và với cái mức giá rất là tốt để gửi đến anh em. Trước mình có lên tay một cái mẫu Omega Constellation như thế này. Đó, nhưng mặt của nó là mặt đen trải tia và đã bán ngay sau đó rất là nhanh và khá là nhiều anh em tiếc nuối, cho nên là hôm nay mình may mắn mình săn được thêm một em với cái tình trạng hoàn toàn tương tự, chỉ có điều là mặt của chiếc này thì còn đẹp hơn chiếc đó và độc đáo hơn chiếc đó. Giới thiệu đến anh em một chiếc Omega Constellation mặt Black Waffle. Chiếc này thì sẽ có một cái mặt vân nổi với những cái như các bạn thấy là những cái ô vuông và nó giống như là cái bánh xếp vậy, cho nên là nó gọi là Black Waffle. Và cái mặt này thực sự là trước đây là mình thấy rất là ít có trên những chiếc Omega. Và đây là một chiếc Omega mà mình mua được với cái mức giá phải nói là hợp lý để anh em chơi. Trước này mình giao lưu với anh em mức giá là 59.800.000 so với cái giá hãng khoảng 6.000 đô là khoảng 140.000.000. Thì đây là một chiếc qua sử dụng và bây giờ mình sẽ mở hộp để cho anh em xem cái bộ sổ thẻ của chiếc đồng hồ này. Nó sẽ có full như vậy các bạn nhé. Tình trạng còn khá là mới, chỉ có xước răm vài chỗ thôi. Ở đây như các bạn thấy là nó sẽ có hai thẻ luôn. Chúng ta sẽ có chiếc này sẽ có mã là 123-1038-210102 và được mua tại Nhật và date là mùng 9 tháng 6 năm 2021. Và theo như mình biết thì dòng này sẽ được bảo hành toàn cầu 4 năm, 4-year warranty, thì nó sẽ được bảo hành cho đến 2025, cho nên là anh em sẽ sử dụng thoải mái đó. Và khi anh em mua thì ISS sẽ bảo hành tại shop tại Việt Nam cho anh em là 2 năm nếu mà anh em ngại gửi vào hãng. Mắt thì chúng ta còn tận 4 mắt cơ. Đó. Mình sẽ cùng đóng cái này lại nhé và lên tay chiếc kia cho anh em xem. Mẫu Omega Constellation này sử dụng bộ máy 8500 nên nó đã có là coaxial escapement và chuẩn chính xác là chronometer. Cho nên là các bạn đeo chiếc này sẽ là vừa có mức giá hợp lý, vừa lại có bộ máy huyền thoại của Omega là 8500 và lại có một cái dòng gọi là iconic của Omega trong các năm đó. Quay trở lại với chiếc đồng hồ chúng ta, chiếc Omega Constellation này có size là 38.5 và nó dễ đeo với anh em tay từ khoảng 15.5 trở lên là chúng ta đã đeo rồi. Các bạn có thể thấy là khi lên tay thì cái mẫu này có một cái thiết kế đặc trưng, khi chúng ta có cái niềng bezel phía ngoài là những cọc số La Mã, còn ở mặt trong của chúng ta thì sẽ là những cọc số vạch. Và dòng Constellation luôn luôn có bốn cái quạt ở hai bên này, nó tạo nên một cái thiết kế đặc trưng của dòng Constellation. Phía bên phải chúng ta sẽ có núm chính và sợi dây của chúng ta thì như các bạn thấy nó sẽ được làm với những cái mặt phẳng như này, giúp cho và sẽ được trải tia ngang, và các bạn thấy là cái độ bắt sáng của nó cũng khá là tốt. Toàn bộ những phần thân của dòng Constellation này thì sẽ được sử dụng đó là cái hình thức là hoàn thiện phay xước mờ. Còn những cái như các bạn thấy ở đây, những cái điểm khớp nối của những cái mắt dây này của chúng ta thì sẽ được đánh bóng các bạn nhé. Đó. Mặt dial như mình nói là Black Waffle, sẽ có cái mặt dial rất là đặc biệt. Logo Omega Constellation ở góc 12 giờ, logo coaxial và chuẩn chronometer ở ngay phía trên ngôi sao ở góc 6 giờ. Và ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có đó là ô lịch. Cọc số bằng thép và được đánh bóng và được làm rất là đẹp. Đó, các bạn thấy là nhìn xa này, cái mặt số này rất là hay, khi có ánh sáng đi vào nó sẽ tạo ra những cái vân caro, đó, dạng bánh xếp rất là đẹp. Ở đằng sau thì dĩ nhiên khi các bạn lật cái đáy ra thì chúng ta sẽ có bộ máy, đó là bộ máy 8500, một bộ máy gọi là huyền thoại của Omega và thay đổi cuộc chơi với thương hiệu Omega khi nó đem đến cho chúng ta sự chính xác và sự ổn định. Bộ máy này của Omega thì sẽ có 39 chân kính, có hai cái ổ cót, cho nên là chúng ta sẽ có là 60 giờ tick cót và chúng ta sẽ có tần số là 25.200 vibration. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là dòng chữ là caliber 8500 có axial escapement. Chống nước của chiếc này cũng rất tốt là 100m và chúng ta sẽ có Omega Constellation ở đây. Khóa là khóa gập đôi và khi gập lại sẽ tạo ra cái logo Omega này. Và logo này thì được làm từ vàng khối các bạn nhé. Đó. Chiếc này hiện tại thì bên mình đang giao lưu với mức giá là 59.800.000 và có giảm nhẹ một chút cho anh em giao lưu.
anh em nào mà kết chiếc Omega Constellation cái mặt Black Waffle này thì em có thể liên hệ ICS theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.